Điều 22, quyền được sống chung với cha mẹ. Trẻ em có quyền được sống chung với cha mẹ, được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, trừ trường hợp cách ly cha mẹ theo quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Khi phải cách ly cha mẹ, trẻ em được trợ giúp để duy trì mối liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ, gia đình, trừ trường hợp không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Điều 23, quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ. Trẻ em có quyền được biết cha đẻ, mẹ đẻ, trừ trường hợp ảnh hưởng đến lợi ích tốt nhất của trẻ em, được duy trì mối liên hệ hoặc tiếp xúc với cả cha mẹ khi trẻ em, cha mẹ cư trú ở các quốc gia khác nhau hoặc khi bị giam giữ, trục xuất, được tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất cảnh, nhập cảnh để đoàn tụ với cha mẹ, được bảo vệ, không bị đưa ra nước ngoài trái quy định của pháp luật, được cung cấp thông tin khi cha mẹ bị mất tích. Điều 24, quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi. Một, trẻ em được chăm sóc thay thế khi không còn cha mẹ, không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. 2. Trẻ em được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi. Điều 25. Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục. Điều 26. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động, không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật, không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Điều 27. Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Điều 28. Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh cháo, chiếm đoạt. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị mua bán, bắt cóc, đánh cháo, chiếm đoạt. Điều 29. Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy. Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức sử dụng, sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều 30. Quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính. Trẻ em có quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm quyền được bào chữa và tự bào chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, được trợ giúp pháp lý, được trình bày ý kiến, không bị tước quyền tự do trái pháp luật, không bị tra tấn, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể, gây áp lực về tâm lý và các hình thức xâm hại khác. Điều 31. Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang. Trẻ em có quyền được ưu tiên bảo vệ, trợ giúp dưới mọi hình thức để thoát khỏi tác động của thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang. Điều 32. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội. Trẻ em là công dân Việt Nam, được bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, nơi trẻ em sinh sống và điều kiện của cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em. Điều 33. Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội. Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp, có quyền tìm kiếm, thu nhận các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật và được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em. Điều 34. Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp. Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em, được tự do hội họp theo quy định của pháp luật phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em, được cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến, nguyện vọng chính đáng. Điều 35. Quyền của trẻ em khuyết tật. Trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội. Điều 36. Quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn. Trẻ em không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, trẻ em lánh nạn, tị nạn được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo, được tìm kiếm cha, mẹ, gia đình theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.